Kính chào quý vị, do không khí lạnh mạnh tiếp tục được tăng cường xuống nước ta, dự báo trong vài ngày tới, tại khu vực các tỉnh Bắc Bộ sẽ xảy ra rét hại ở trên diện rộng, kèm theo có mưa và mưa nhỏ rải rác, càng làm tăng thêm cảm giác giá rét. Vùng núi cao nhiệt độ thấp nhất có thể dưới 0 độ, nguy cơ xảy ra băng giá và mưa tuyết. Nhiệt độ cao nhất trong vòng 3 ngày tới tại khu vực Đông Bắc Bộ chỉ khoảng từ 13 cho đến 16 độ. Rét hại diện rộng đi kèm mưa nhỏ mưa phùn cũng xảy ra, tại các tỉnh ở khu vực phía Tây Bắc Bộ trong vòng 3 ngày tới do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh. Vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá với nhiệt độ thấp nhất xuống dưới 0 độ, ban ngày nhiệt độ cao nhất ở trên toàn vùng cũng chỉ trong khoảng là 13 cho đến 16 độ. Khối không khí lạnh mạnh cũng ảnh hưởng sâu xuống khu vực các tỉnh Trung Bộ. Dự báo đêm nay và ngày mai tại khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa vào đến Hà Tĩnh sẽ xảy ra rét hại. Các tỉnh từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế từ chiều và đêm nay trời bắt đầu chuyển rét, kèm với khả năng xảy ra mưa rào và rông rải rác. Cục bộ sẽ có mưa to, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, trời rét, nhiệt độ cao nhất trên toàn vùng, phổ biến là từ 19 cho đến 22 độ. Khu vực các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, từ ngày mai, phía Bắc trời lạnh kèm theo mưa, mưa rào rải rác và có nơi có rông, cục bộ có mưa vừa mưa to, các tỉnh ở phía Nam khu vực phổ biến chỉ có mưa vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ cao nhất trên cả khu vực này là từ 27 cho đến 30 độ, có nơi cao hơn. Tại Tây Nguyên trong vòng 3 ngày tới, thời tiết không có nhiều biến chuyển như các khu vực kể trên, vẫn phổ biến có mưa vài nơi, trời nắng, nhiệt độ sẽ giảm nhẹ. Về đêm và sáng trời rét, ban ngày nhiệt độ cao nhất từ 27 cho đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ chỉ có mưa vài nơi về ban đêm, nhiệt độ về đêm và sáng sẽ có xuống giảm nhẹ, ban ngày trời nắng nhiều, oi bức với nhiệt độ cao nhất lúc trưa chiều trong 3 ngày tới ổn định trong khoảng 31 đến 34 độ.